Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Vlog, mình là Tâm. Hôm nay mình đang có mặt tại xưởng ô tô Thành Tâm. Hôm nay mình đang mang cái xe Allman AC1290 qua đây đóng hoán cải xe, thành xe từ xe mui bạt sang xe nâng đầu chở máy. Đây các bạn xem chi tiết về xe. Đây chiếc xe đời 2014. Chân nó được đóng mới. Chân 2020 nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Rất sạch chắn. Bên trên là bộ tời két nước. Tời là tời kéo 25 tấn. Bên trên là két nước phụ 200 lít. Rồi chuẩn bảo hộ. Về phần sàn xe, xe được đóng đố là 15-15 đan chéo. Này, sàn xe được giải mà tôn mặt sàn là tôn 5 ly nhé. Rất là dày dặn. Đây một dòng xe hai cầu của Trường Hải. Này chassis vụ rất chắc chắn. Bằng xong là thang dẫn lên xuống của một xúc được của bằng ti thủy lực. Còn đây là những cái gân lên xuống để giữ cho cái máy xúc nó không bị di chuyển trong quá trình vận chuyển. Đây, toàn bảo hộ. Hệ thống đà của xe rất là chắc chắn nhé. Xe rất là phù hợp với những cái bác tài chở vùng cao. Đây là xe hai cầu. Tiếp theo, nếu như các bạn muốn mình đánh giá những dòng xe chuyên dụng nào thì hãy bình luận xuống bên dưới, cũng như là ấn kênh đăng ký ô tô Vlog, mình sẽ quay tận cảnh chi tiết những dòng xe chuyên dụng của xưởng mình đang đóng. Xin chào các bạn.